Sáng ngày 5 tháng 9, Công an Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho 6 nhóm người dân trong vùng 1, gồm 10 quận, huyện. Nhóm 1, 3, 4, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao gồm cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại cơ quan đảng, nhà nước, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể. Chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố, gồm cả cơ quan trực thuộc và tương đương, các cơ quan, tổ chức ngoại giao, các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia chống dịch. Các cơ quan báo chí, truyền thông, ba nhóm này sẽ do trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp giấy đi đường theo đúng trường hợp được ra đường theo chỉ thị 16 của chính phủ. Nhóm 2, các cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động của cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Nhóm này do phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cấp, PC08 cấp giấy đi đường. Quy trình: đơn vị cử một người đại diện làm việc với cơ quan chủ quản để cung cấp thông tin, danh sách người lao động, lái xe, ô tô và xe máy. Theo biểu mẫu của công an thành phố để đề nghị cấp giấy đi đường có mã nhận diện, cơ quan chủ quản sau đó tổng hợp danh sách người thuộc diện được cấp để đề nghị PC08 cấp giấy đi đường. Căn cứ danh sách đề nghị của cơ quan chủ quản, PC08 sẽ duyệt, in, ký và đóng dấu vào giấy đi đường có mã nhận diện rồi gửi về cơ quan chủ quản để họ trả cho đơn vị cá nhân. Riêng giấy đi đường của người lái ô tô sẽ không đóng dấu. PC08 sẽ gửi giấy này cho cơ quan chủ quản qua email đã được hệ thống xác nhận. Nhóm Nam công dân ra khỏi nhà mua lương thực, thuốc. Trường hợp này do Ủy ban Nhân dân cấp phường cấp. Người đi làm các dịch vụ y tế bắt buộc như cấp cứu, khám bệnh, mua thuốc định kỳ, đi tiêm vaccine, xét nghiệm COVID-19, người xuất viện về, người chăm sóc người bệnh chỉ cần giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân. Người đến sân bay theo vé, đến cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn, đến tòa theo giấy triệu tập chỉ cần giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân và giấy xét nghiệm âm tính trong 72 h Nhóm 6. Người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ hoạt động công vụ hoặc công ích thiết yếu sẽ do công an xã phường thị trấn cấp quy trình cơ quan thuộc nhóm này cử một đại diện làm việc trực tiếp với công an cấp phường để cung cấp thông tin địa chỉ email và xác thực địa chỉ email trên hệ thống thủ trưởng cơ quan này gửi danh sách cán bộ đề nghị cấp giấy đi đường về ủy ban nhân dân cấp phường qua địa chỉ email đã xác thực dựa danh sách đăng ký ủy ban nhân dân cấp phường duyệt danh sách và chuyển lại cho công an cung cấp để họ ký đóng dấu giấy đi đường có mã nhận diện khi giấy đã ký, công an gửi trực tiếp cho đơn vị. Công an Hà Nội đề nghị người dân được cấp giấy đi đường cần khai báo y tế qua website sức khỏe dân cư quốc gia gov vn trước khi di chuyển. Một ngày trước đó, tại cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng chống COVID-19, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố việc công an sẽ chủ trì cấp giấy đi đường có mã QR code. Theo phương án này, cảnh sát khu vực sẽ đảm nhận thêm nhiều phần việc như thẩm định thông tin, gửi danh sách tới chính quyền địa phương cũng liên lạc với người dân.